Hình như mình vừa có được mấy đồng nữa nè. Ta-dam, ba-dam, ba-da-dap, ba. Một xu vào đây. Còn 25 xu thì vào đây. À, cái gì đây ta? Oh, tiền xu. Mình cũng phải bỏ xu của mình vào thôi. Vào đây nào. Wow, đầy luôn rồi hả? Tranh thủ đếm luôn xem nào. Ờ, bắt đầu. Ủa khoan, sao mà bị lẫn lộn hết trơn rồi? Ờ, mà hình như mình biết thủ phạm là ai rồi. Sam. Dạ. Sam, cậu thấy tại sao mà mấy cái nhãn này lại ở đây hả? Hả? Ta biết rồi, đó là số ngày đếm ngược tới lúc tụi mình có thể tiêu được tiền xu. Không hề nha, đó là trị giá của đồng xu á. Khi phân loại tiền xu trước thì sẽ dễ đếm sau này hơn. Thế thì tớ biết tụi mình phải làm gì rồi. Chúng ta phải chế tạo một cái máy phân loại tiền xu. Ý hay đó Sammy. Yay, chúng mình sẽ có ngân hàng riêng luôn rồi. Xin chào mọi người. Chú, cậu đâu rồi? Chú, chú. Tớ đây, và tớ đã sẵn sàng làm việc rồi nè. Tớ đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho món đồ này rồi đấy. Tuyệt vời, thế thì bắt đầu làm thôi. Đặt các bộ phận này sang một bên đã, chúng mình sẽ cần chúng sau. Ơ, tớ quên chào mọi người rồi. Chào cả nhà yêu của Sư nha. Trước hết thì tớ phải nhắc mọi người cẩn thận khi dùng súng bắn keo đó. Cơ mà tớ không biết là Sam nói với mọi người chúng mình sẽ làm gì hay chưa nữa. Tớ sẽ cho mọi người biết bí mật này nha. Nó có phải là bí mật đâu, tớ sẽ tự nói với mọi người. Đây là một cái máy dành cho sứ mệnh không gian. Yêu cầu cho phép hạ cánh. Chúng mình sẽ xuyên qua vũ trụ rồi xa hành tinh của chúng ta và tìm kiếm hành tinh mà chỉ có mỗi Slam sinh sống thôi. Sam, hình như cậu hơi bị lố rồi hả? Cậu là sao? Chúng mình chỉ sắp làm một cái máy phân loại tiền xu thôi. Giờ ta đang dán vách cho nó nè. Thật hả? Tớ nhầm nó với món thủ công bí mật của mình mà. Món đồ thủ công bí mật nào vậy? Hả? Này Sammy, nói cho tớ biết đi. Tớ muốn làm tàu vũ trụ. Mà thôi không có gì. Thưa quý vị và các bạn, xin chú ý, chúng ta đang chế tạo một cái máy phân loại mới ken xà beng dành cho tiền xu. Hay quá đi Sammy, đúng là một buổi biểu diễn tuyệt vời. Thật hả? Dĩ nhiên rồi. Nhân tiện thì tiền xu của chúng mình sẽ được sắp xếp như thế này. Các đồng xu sẽ rơi vào khe có các kích thước phù hợp như thế này. Cơ mà cậu điều khiển các đồng xu như thế nào ấy nhở? Ma thuật đó. Ồ, được rồi, được rồi. Đúng là ma thuật thật. Mà cậu vừa kể cho tớ chuyện tàu vũ trụ gì á. Thế cậu chuẩn bị gì cho nó chưa? Tất nhiên rồi, ở đây nha. Tớ sẽ cho cậu thấy tớ làm được gì rồi. Tớ không đi đâu đâu. Chúng mình đang làm đồ thủ công cơ mà. Nhưng đúng là tớ muốn biết xem làm được cái gì rồi á. Hừ, giờ tớ cũng muốn làm tàu vũ trụ nữa nè. Nhưng tớ sẽ cố kiềm chế bản thân mình để làm cái máy này đã. Với cả chúng mình sắp đến một phần cực kỳ thú vị luôn đó nha. Phần động cơ. Nối dây động cơ vào cút nối dây điện này nha. Nó sẽ giúp kiểm soát tốc độ của động cơ đó. Giờ thì gắn bộ tiếp xúc pin vào nè. Như thế này. Nối động cơ vào pin để nó hoạt động được nha. Nhớ là phải cẩn thận với dây điện đó mọi người. Nhớ nhờ người lớn giúp đỡ nha. Sam, còn lâu không vậy? Sắp xong rồi nè. Ok, tớ đang đợi đấy nha. Chúng mình sẽ khởi động tàu vũ trụ nhanh thôi. Wow. Sammy, cậu vẫn ăn yên chứ? Ừ không, chạy thử không thành công rồi. Chắc là do thiếu kinh phí. Làm xong máy phân loại tiền xu đi chứ, để tớ còn có tiền mua vật liệu mới nữa. Bé Slime nghịch ngợm này. Tớ làm việc tiếp đây, còn cậu có thể giữ cái này. Tớ chế ra cái đĩa này từ một mảnh của tàu vũ trụ của Sam. Cậu ấy nhẹ nhàng tình cảm cho tớ cái này. Các nấc phải có kích thước bằng với đồng xu lớn nhất nhé mọi người. Giờ thì tụi mình phải gắn cái đĩa này vào trục động cơ. Dán thật chặt nhé các bạn. Rồi cố định nó bằng một mảnh bìa cứng khác. Như thế này. Sam chạy nhanh đến độ tớ còn chả kịp hỏi cái gì hết. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tàu vũ trụ của cậu ấy nhỉ? Nhấn nút thích thì mọi người cũng muốn biết như tớ nhé. Nhưng tớ nghĩ Sam lẫn tinh thần của cậu ấy đều không bị gì đâu. Tớ lại nghĩ là cậu ấy cố trêu tớ cơ. Cơ mà dán phần phía trước của cái máy này đã nhá. Ha, mà có chuyện gì thế nhờ? Hay là động cơ chưa đủ mạnh với ta? Thôi xem thử xu như nào rồi vậy. Tớ ra đây để thư giãn tinh thần cái nè. Cậu có cần tớ giúp không? Cậu cắt miếng nhựa trong này thành từng mảnh nhỏ của tớ nhá.
Cắt miếng nhựa. Chấp nhận thách thức Run Susan. Ờ, phải rồi, nhựa. Nó có thể làm giảm trọng lượng tàu vũ trụ. Cảm ơn chú. Không có chi. Tớ phải nghĩ xem mình có nói gì sai không đã. Dù Sam từng bảo suy nghĩ cũng gây đau đầu, thì cậu ấy vẫn là chuyên gia trong việc này đó, nên tớ sẽ làm theo lời khuyên của cậu ấy. Giờ thì gắn bộ điều khiển vào và cho chút keo lên đây. Nhớ cẩn thận đó nha, nóng lắm ạ. Chú, ta thấy có một chỗ hơi sai sai trong thiết kế của cậu. Hả? Sai gì hả? Làm sao cậu lấy pin ra được khi hết pin đây? Ồ, qua cái hộp này nè. Gì cơ? Nhìn nào, cậu làm nó khi nào đây? Ma thuật Semi, ma thuật đó. Ha, được rồi. Ok, tớ làm cho xong tàu vũ trụ của tớ đây. Mọi người hãy đăng ký kênh của chúng tớ nếu yêu thích ma thuật thủ công nha. Giờ thì chúng ta sẽ làm đường trượt cho tiền xu. Bắt đầu nào. Phải đo kích thước riêng cho từng đường trượt nhé mọi người. Dán các bức vách bên lên rồi phải chắc chắn rằng tiền xu có thể đi qua giữa chúng. Chúng mình sẽ có 4 loại tiền xu, như thế thì tụi mình phải có 4 đường trượt khác nhau đó. Chú, tớ vừa đi ngang qua và nhìn thấy vài mảnh ghép nè, thế là tớ quyết định dán chúng lại. Ờ, cảm ơn cậu, chúng có kích cỡ khác nhau không? Chắc chắn rồi, một cái cho mỗi loại tiền xu luôn nha. Quá tuyệt, cơ mà miếng nhựa sao rồi? Tớ quên mất, chờ xíu nha. Semi là Semi. Semi gì nữa, tớ vừa nghĩ ra chuyện này mới nãy luôn nè. Chuyện gì à? Tớ phải dùng vật liệu gì để chế mũ phi hành gia đây? Làm sao để thở trong không gian mở? Ồ, biệt rồi, quay lại ngay nhá. Chú, phi hành gia xem đây. Cậu thấy mũ phi hành của tớ như thế nào nè? Còn đây là miếng nhựa của cậu. Cậu trông ngầu cực luôn á, Semi. Dĩ nhiên rồi, nhà thiết kế giỏi nhất đã thiết kế ra cái mũ này mà. Tớ thấy nhà thiết kế đó chính là Sam luôn á. Hãy nhấn nút thích nếu đồng ý với tớ nhá. Mọi người có muốn chế tạo nhiều mũ phi hành nữa không? Có chứ, cho ngón tay của tớ nè. Thì ngón tay cũng cần bảo vệ nữa mà. Xem, đừng làm cho tớ cười nữa. Còn đây sẽ là ngăn chứa tiền xu nha. Thế để tớ giúp cậu, tớ có thể dán mấy phần còn lại. Thế thì tuyệt quá. Cơ mà tạo vũ trụ gì đó, sao rồi? Sắp xong rồi, cậu sẽ thấy ngay thôi. Tớ không chờ nổi mất, hy vọng lần này nó an toàn hơn. Chắc chắn rồi, lần này thì mọi thứ chắc chắn ổn hơn nhiều. Nhân tiện thì chắc cậu cái mũ. Ngăn chứa tiền xu nè. Cảm ơn cậu đã giúp tớ, Semi. Xíu, cậu không thấy cái máy này hơi u ám hả? Thì cũng có. Đó là lý do tớ sẽ trang trí nó. Đây sẽ là mái nhà nè. Thêm cái gì đó như ống khói. Sticker để đánh dấu trị giá đồng tiền nữa. Tô thêm cả màu sắc cho các mảnh ghép trung tâm nữa nè. Xem, tớ làm xong mấy phân loại tiền xu nhưng vẫn chưa thấy tàu vũ trụ của cậu đó nha. Chút xíu nữa thôi à, sắp xong ngay đó mà. Vũ trụ của Sam đã rời quỹ đạo của trái đất và chuẩn bị khám phá vùng không gian chưa biết. Sẽ chẳng có gì có thể ngăn chặn bé slime vĩ đại trên con đường đến giấc mơ của mình. Sam, tớ nhìn sơ cũng thấy con tàu này giả chân luôn á. Khán giả nhìn cũng biết nữa. Tất nhiên, cái này là hàng mẫu thôi. Tớ quyết định mình sẽ chẳng mạo hiểm gì hết. Tớ đảm bảo là nó an toàn đó, nhớ không? Chà, đúng là chả cãi được. Tớ thấy chúng mình phải đầu tư nhiều tiền xu hơn vào việc phát triển tạo vũ trụ đó. Cậu có thể cho tớ tầm 2 hàng này là được thôi. Ok, dù gì thì tớ cũng muốn dùng chúng để mua đồ ngọt. Đồ ngọt á? Mà tàu vũ trụ thì có thể chờ nhưng đồ ngọt thì không thể ha. Tiến lên, đi mua cái gì đó ngon hết sảy luôn đi. Có người đổi giọng nhanh quá ha. Tớ mang thêm tiền từ hũ tiền xu của tớ đây. Nhưng Sam ơi, đó là hũ tiền xu chung của tụi mình mà, tụi mình đều cho tiền xu vào trong đó. Cậu cho mỗi đồng 25 xu vào, còn tớ cho cả mấy loại khác vào chứ bộ. Nhưng cậu cho có chút xíu thôi mà.
Thôi được rồi, đừng nói tào lao nữa đi. Mau xem thử tụi mình có bao nhiêu xu chưa. Đến lúc đếm tiền xu rồi. Được rồi, nhưng trước tiên là nói lời tạm biệt với khán giả đã. Ok là tạm biệt mọi người. Nhớ theo dõi kênh của chúng tớ và tặng thật nhiều lượt thích nhá. Và chia sẻ video này cho bạn bè của mọi người cùng xem nữa nhé. Hẹn gặp lại. We'll be right back.